Có một thực tế đáng buồn là những người có biểu hiện rối loạn tâm thần tại Việt Nam thì chủ yếu lại rơi vào độ tuổi thanh thiếu niên, nhân cách thì chưa ổn định và độ tuổi này thì thường có những thay đổi tâm lý. Dạo này tôi kiểu cứ bị dậy muộn không ạ? Đêm nằm cứ chơi điện thoại rồi đéo biết làm sao có thể vứt được cái điện thoại ra ngoài luôn. A few moments later. Nghe nói rằng cái app này có thể giúp tôi có thể cai nghiện điện thoại cơ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào Nox Ocean nào. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn đến anh em này. Ở đây có một con cá là chúng ta đấy, nhìn thấy chưa? Có thể nhà thay đổi đúng không? Không, nhưng đây không phải là tất cả. Và chúng ta hãy cùng xem có rất nhiều những chế độ đây. Chế độ thường, chế độ này thì các bạn có thể vừa chơi app Nox Ocean, vừa đợi và vừa có thể ra ngoài những app khác. Chế độ chuyên sâu thì các bạn sẽ không được thoát Nox Ocean. Chế độ cao này thì chúng ta phải úp điện thoại xuống, nghe có phải hơi vô lý không? Nhưng mà tôi chắc chắn là cái chế độ cao này sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều hơn đấy. Học tập đi, tôi cần học trong khoảng tầm 1 tiếng. Tôi sẽ kích vào học tập này, xong tôi kéo xuống đây. Đấy, 1 tiếng. Và các bạn có thể thấy đây là một ngôi nhà. Thì sau khi mà chúng ta bắt đầu này, đấy, bắt đầu sẽ xây nhà và chúng ta bắt buộc phải để ở đây. Ở đây có cả nhạc sóng biển, nghe du dương, khiến cho tôi nhớ đến khá là nhiều những cái pha mở thẻ đá xê man và những pha đập thẻ tan tác. Bây giờ thì đưa anh em đi thăm một chút cái thành phố của tôi nhá. Rồi đấy, anh em thấy cái thành phố ấy được không? Rồi anh em hãy cùng khoe cùng mình cái thành phố của các anh em nhé. Ngoài ra ở đây chúng ta có thể có cửa hàng này. Chúng ta có thể thay những âm thanh khác, như là ví dụ tiếng mưa rừng, tiếng bành bạch, tiếng nút con cá này, kiến trúc đáy biển này, đại loại là rất nhiều những cái hay. Và nếu như anh em tải thì cứ có thể search Nox Ocean trên App Store và trên Google Play với từ khóa Nox Ocean và tải. Và nếu như anh em cảm thấy app này hữu ích thì đừng quên đánh giá 5 sao nhé. Ok, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hello anh em, hello mọi người nha. Ui, mệt quá. Lâu lắm đi đá bóng anh em. Mệt đéo chịu được. Hôm qua thì tôi nghỉ, tôi bảo trước ông rồi. Hôm qua tôi ít việc, cho nên là tôi off bữa. Nhìn kìa, mẹ nhìn, ui rồi đứng mẹ béo vai lìn luôn. Rồi cái ảnh này nó là một phần nữa không? Ảnh này nó nhìn không được. Ảnh này tôi mới so sánh được cho các ông mẹ cái độ gọi là độ béo ở Tú ở đây này, nó ăn lắm cái tôm hùm với lại cua hoàng đế, nó béo ở kia thôi mà. Ảnh này đã. Đấy, thì bạn công nhìn chưa? Ui, nó phải gấp đôi người mình. Trời ơi, thế này á, chắc là định công rồi vậy. À, hôm nay có sự kiện nhỉ? Ôi, đủ 5.000 SC giờ làm gì nhỉ? 1 minute 37 seconds later. Này, cái này ví dụ nếu mà chơi thì lấy cái gì hả các ông? Cứ lấy 2 cái này thôi à? À, chỉ được chọn một quà thôi. Lấy 2 cái từ cộng 5 đến cộng 7 chứ. Ồ, ui sáng nay ngủ dậy các ông ạ. Thấy Messi nào là phong phú Hà Nam, nào là câu lạc bộ Hà Nội. Xong rồi buồn cười vãi. 11-10 lừa đảo rồi. Ô no. $4.800 bây giờ. Đủ. Được phết nhỉ. Không, bây giờ từ từ đã, mở phát đã. Cảm ơn Eric Trực nha. Hôm nay I love đô la không on. Ui giời ơi, nó hôm nãy tôi hỏi là đi đá bóng về thế có online không? Đây, xong nó bảo là thôi nay đưa người yêu đi ăn bò bít tết, thế là nó đưa đi rồi. Dạo này hay sủi stream quá. Ơ, cảm ơn bạn nhá. Sủi đâu có việc. Thế công có thấy tôi từ đầu tháng giờ tôi like nó chăm chỉ kinh khủng luôn không? Tôi cũng phải có ngày nghỉ chứ, tôi cũng phải đưa đi đi đây đi đó chứ. TC với GR cộng 7 các ông ạ. Mở. Hôm qua ảnh đấy là ảnh lâu rồi. TT số 7. Ôi Mkhitaryan. Cái thứ gì thế này? Trời ơi, nhưng mà không có gói, không có mùa hot nha. Không có mùa hot thì chơi làm sao? Ôi giời ơi. Ẩn xuống thế nào. Ló cái mặt ra xem là cái mùa gì xem nào. Ui, Aguero. Aguero GR cộng 7. Aguero GR cộng 7 chứ còn gì nữa. Ui, 94 cộng 7. Mày chơi gì? Ui giời ơi, TB cộng 5. Mẹ mày. Rồi ơi, Icon nhá. Đấy, tại vì cái kèo kia kìa là có anh fan Inter chơi rồi, cho nên nếu mà tôi chơi nữa ấy, nó hơi bị thừa. Much later. Ờ, 572. Sao nghe giống mất 2 triệu nữa vậy? 2 triệu nữa vậy. Ý vậy thấy thắng hành nạp game nhiều quá không ạ? Làm bây giờ làm stream có đạt tiền đâu, mẹ toàn bị mất tiền thôi cơ mà. Làm stream đói lắm. Ui dồi, nhìn tài khoản mà đau quá. Ui, cái gì đây? Ui, còn cả Viettel Post nữa ạ. 772 rồi. Còn 1000. Quay cho nốt 800. Quay. Thôi hôm tới sẽ chơi đến mốc 1000. Ui, lần đầu tiên tôi thấy nick tôi lag không ạ. Mẹ, lần đầu tiên tôi phải out cái nick tôi luôn đấy. Thôi, hôm trước thì không like, hôm nay like muộn thì bù đắp cho anh em thôi, chứ lại bảo anh Quang đéo nhớ nhung gì anh em là đéo được. Tôi thương các ông ấy chứ. Được tiền bao nhiêu? 4,5 tỷ. 5 tỷ. Đúng gói Icon không? Không thêm được một cái gì luôn đấy. 12 tỷ. Ui, chưa được một cái góc của cái thẻ luôn đấy. Chưa được góc của cái cầu thủ. Humeo trăm à? Á chà chà, trăm này chỉ làm phơi chứ làm gì nữa. Rio gần 70 tỷ. Tầm Carrot, Steng. À, tí tôi phải đập A đây, Afonso Davy nên mới được không ạ? Úi giời, không đập thì quá phí luôn đấy. Trận này đang là tính là tứ kết đúng không? Là chỉ số nó cũng cao lắm rồi. Thề hôm nào xem anh cũng đen, không biết nay sao. Ui, anh có đuổi em đi đâu mà cứ xem đi. Đen được không sao? Đen đâu có phải do em đâu em. Ui, cứ tưởng Garena tháng này quên mất 5000 FC của mình cơ. À, Smalini. Chưa biết thế nào đây. Homen. Stefan De Pri. Nào cho em con tiếng tí đi. Ui giời ơi, toàn cái thứ gì vậy? Nào, Messi đang rất là nổi bật trên các báo. Hãy cho em một Messi Totti đi, TTS đi. Seda. Trời ơi, tốc độ chạy của anh bằng Maguire. Ui, anh chạy nhanh hơn Maguire nhiều. Anh có chỉ số ẩn ma tốc độ em ạ. Erling Hà Lan. Hà Lan vẫn chưa có play in game nhỉ. Ui, Hà Lan rẻ thế. Ibra 98 35 triệu. Ui, tôi chưa là một con nào 11 tỷ không ạ. Varan. Chưa được con nào tiền tỷ này. Michael Tanat. Antoine Rickman nữa à? Ô, con này chỉ số cao không các bạn? 101 chứ còn gì nữa. 569. Cảm ơn Tài Lạng Sơn nhá. Cộng 8 à? Để anh đợi anh vào xong kèo anh fan Inter đã, xong chốt em nhé. Tôi đoán nhá, Messi đang gọi là khuấy đảo thị trường. Ra nào. Nabi. Rồi ơi, 1,090. Chết tôi rồi. Đâm chưa nhỉ? Đâm chưa các bạn ơi? Đâm chưa? Ôi run quá. Nhạc. Mình là đàn ông, mình nói là phải làm. Hôm nay Quang đã nói là Quang chơi Icon là Quang sẽ chơi cho anh em xem. Nào các dân chơi. Dự đoán. Đừng thôi, mẹ mình không thấy tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn ám ra rồi ca. Mẹ công phải ám những con hàng chất lượng chứ. Trước khi dự đoán, anh em cho Quang xin phím like. Nghìn like cái nào, mở cho nó tươi tắn, khỏe khoắn và may mắn nào. Nào, Phúc Điện. Qua vừa đi chơi không biết này có đỡ hơn không đây. À, gói cầu thủ ICON của Vodka Quang trong ngày hôm nay mở da trắng số 10. Ui ôi hú hồn. Like cơ 8 tỷ không ạ? Sợ quá. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi may rồi. May là like cơ không ạ? Ôi giời ơi, kéo được Rio. Tuyển Anh rồi đấy, nhưng mà phải số 5. Phải số 5 mới được Rio. Ôi hú hồn. May rồi. Gói ôn thế này là may. Đợi hôm sau gọi là chúng ta sẽ đi tiếp không ạ?